Đoàn công tác quân chủng Hải quân do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại vùng 5 Hải quân. 8 tháng đầu năm 2020, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vùng đã thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại, quốc phòng, quản lý vùng biển, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. 100% cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đơn vị của vùng thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo và chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Từ đầu năm đến nay, vùng đã sử dụng 6 lượt tàu chở 443.000 lít nước ngọt sinh hoạt và 1.000 bình nước lọc cấp miễn phí cho người dân tuyến đảo Tây Nam. Các bộ chiến sĩ của vùng tích cực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, chữa cháy tàu cá, vân vân, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận đánh giá cao. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng biểu dương những kết quả cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu vùng tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, coi trọng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh, ý chí vững vàng, quyết tâm cao, chủ động sẵn sàng ứng phó, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo, thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch COVID-19.